Thuyết Nguyễn xin kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị, câu chuyện tình Tây Tư ở xứ sở La Phong vẫn chưa biết đến bao giờ mới có hồi kết thúc. Hiện nay quý bà Ngân sức khỏe đã tương đối ổn định và bà ấy đang rất muốn xuất viện để đến thăm Tám Trang. Trong cái câu chuyện tình này, trong cái câu chuyện mà Tám Trang đang bị bệnh thì quý bà Ngân vẫn đang cảm thấy là cắn rứt lương tâm, bởi vì bà ấy luôn cho rằng trong cái chuyện mà Tám Trang bị bệnh thì có một phần là do bà ấy gây lên. Ở đây thì mình cũng không biết nói thế nào hết, mình cũng không dám đưa ra cái quan điểm là do ai. Và hầu như là các bạn đều nhìn thấy rõ vấn đề rằng trong hai cái lần quyên sinh thì lý do chính vẫn là sinh viên Hùng, đúng không ạ? Còn bà Ngân chỉ là một cái tác động phần nào đó thôi, bởi vì ai cũng vậy, ai cũng muốn giữ người yêu của mình, ai cũng không chấp nhận cái kiếp lấy chồng chung, bởi vậy mới ra đến cái nông nỗi đó. Chứ còn thì mỗi người nhiều một bước thì đâu có cái chuyện này. Tất nhiên cái chuyện áy náy về đương tâm thì trong con người của bà Ngân mọi người đều biết rõ. Con người của bà Ngân là một người luôn hướng thiện và cư xử đối nhân xử thế rất là tuyệt vời. Nhưng trong cái câu chuyện mà để lấy kiếp chồng chung, chia sẻ một cái người chồng với cho một người đàn bà khác thì bà Ngân lại không bao giờ có thể vượt qua được. Đây cũng chính là lý do mà câu chuyện tình này đến bây giờ nó vẫn rắc rối. Trong khi đó các bạn biết rằng tình trạng bệnh tật của Tám Trang vẫn chưa có một cái dấu hiệu gì tích cực. Hiện nay thì theo như mình biết thì chỉ có khi nào và cái đứa bé 8 tuổi con gái của cậu Tuấn kia đến với Tám Trang thì bé này có vẻ vui vẻ thôi và mới nói được ít câu thôi, chơi đùa với đứa bé đó thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi người khi đến với Tám Trang thì cô gái này đều tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, hay nói một cách khác, có nghĩa là cô gái này không cần biết đến cái sự có mặt của những người xung quanh. Trong khi đó thì sinh viên Hùng đã quyết chí ra đi rồi, và mình cũng giữ quan điểm rằng chỉ trừ khi sinh viên Hùng điện thoại cho mình thì mình sẽ coi như là nói chuyện thôi. Còn ngoài ra mình cũng sẽ không nhắn tin, không điện thoại, không làm bất cứ việc gì để ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của cậu ấy. Bởi vì theo mình biết cậu ấy không còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ đi vào cái kỳ thi để coi như có thể lấy được cái bằng tốt nghiệp. Và mình tin chắc rằng một người có chí lớn như sinh viên Hùng thì cái chuyện thi lấy một cái bằng tốt nghiệp thì không phải là cái khó. Ở đây mình đã tìm hiểu rồi, giữa Hưng và Hùng, hai người bạn thân thiết này với nhau, thì cả hai người đều là những cái người học cực kỳ giỏi. Chính vì họ học giỏi trên là họ, mặc dù con nhà nghèo, họ mới đủ tiêu chuẩn để đi sang bên này du học, làm du học sinh. Cho nên là mình tin rằng là chẳng hạn thời gian qua cậu ta đã bị phân tán rất nhiều về cái tư tưởng trong cái câu chuyện tình này. Nhưng khi cậu ta vứt bỏ ra bên ngoài những cái chuyện đó và tập trung vào học thì mình tin rằng cậu ta sẽ đỗ đạt với cái mức điểm cao nhất mà thôi. Vâng, thưa các bạn, trong khi đó nhân vật bác sĩ Trần vẫn đang âm thầm để giúp đỡ mọi người. Ở đây cơ bản là giúp đỡ Tám Trang để làm sao đó khỏi bệnh. Mình vẫn biết rằng bác sĩ Trần vẫn chưa từ bỏ ý định lấy bà Ngân làm vợ. Trong có một lần mình nhớ rằng ở tại thác nước Ligera, khi mà Tám Trang gieo mình xuống dòng thác nước Ligera để quyên sinh thì bác sĩ Trần lúc đó đã tự bào chữa cho mình, và mình nói rằng mình vẫn nhớ những cái câu nói đó, và mình nghĩ rằng những lời nói đó chẳng qua là bác sĩ Trần muốn bào chữa để tránh cái sự chỉ trích của quý khán thính giả mà thôi. Cho nên là bác sĩ Trần nói rằng là không phải là bác sĩ muốn lấy quý bà Ngân, nhưng thực chất đến bây giờ mình vẫn thấy rằng bác sĩ Trần vẫn đang âm thầm chiến đấu với một người khác, là ông bác sĩ tâm lý người Anh Quốc tên là David James. Mình biết rằng là trong cái câu chuyện này thì ông David James không có cái cửa gì hết. Mặc dù mình thấy rằng câu chuyện của ông ấy về cái câu chuyện tình của ông ấy với cái người vợ trước nó rất là cảm động, nhưng từng đó thôi cũng chưa đủ để coi như là có thể chiến thắng được bác sĩ Trần. Bởi vì ở đây các bạn biết rằng bác sĩ Trần thì có rất nhiều người chê trách, nhưng mình vẫn thấy bác ấy rất là tận tâm tận lực với mọi công việc, chẳng hạn như trong công việc muốn cứu chữa Tám Trang khỏi bệnh ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trong ngày hôm qua mình đã nhắc tới cái câu chuyện mình nhận được một lá thư của một bạn đến từ Trung Quốc, và bạn ấy tên là Đông Nhi. Bạn ấy cũng tự giới thiệu mình là một người Việt gốc Hoa và đã trở về Trung Quốc từ năm 12 tuổi, 10 tuổi chứ. Và bạn ấy đã theo đuổi 12 năm để học thành cái nghề là thầy thuốc, và đã luyện được, chế tạo ra được một cái loại thuốc gọi là thần dược bảo hoàn. Ở đây thì trong ngày hôm qua, sau khi mà mình đã nói chuyện với bác sĩ Trần rồi, thì đêm hôm qua mình không ngủ được vì cái câu chuyện này, bởi vì mình bán tín bán nghi. Và sau khi suy nghĩ rất nhiều rồi thì mình lại gọi điện cho bác sĩ Trần để nói chuyện. Bởi vì bác sĩ Trần sẽ nói rằng là sẽ gửi thư cho cái người tên là Đông Nhi này. Và mình không nên tham gia để gửi thư nữa, để xem bác sĩ Trần muốn khám phá rằng là cái người tên là Đông Nhi này có hay không có. Tức là có thể một người nào đó muốn trêu đùa mình viết một lá thư như vậy, đúng không ạ? Cho nên là ở đây mình đang nửa tin nửa ngờ, bởi vì bác sĩ Trần nói rằng rõ ràng là ở về cái nền y thuật của Tây Tạng là họ luyện được cái thần dược Bảo Hoàn, cái điều này là điều chính xác. Nhưng một người muốn thành công để luyện được cái này thì phải có thể là phải học hành mất khoảng 30 năm. Theo cái nghề này mới có thể luyện được. Còn bạn Đông Nhi này chỉ có luyện 12 năm thì làm sao có thể được đây. Đó là cái vấn đề bác sĩ Trần nói rằng là có thể là cái người này đã nói quá sức. Bởi vì bạn này nói rằng là bạn ấy luyện được những cái thang thuốc này để chữa bệnh. Thì ở đây trong cái vấn đề này á, có một số quý khán thính giả nói rằng đâu cần phải uống thuốc, chỉ có sinh viên Hùng là chữa được thôi. Bởi vì Tám Trang bây giờ là mắc cái bệnh gọi là si tình. Và trong cái căn bệnh trầm cảm này thì do vấn đề si tình, yêu sinh viên Hùng quá mà dẫn đến thôi. Và bây giờ chỉ có gần gũi sinh viên Hùng là khỏi. Nhiều người cho là như vậy và không tin cái chuyện uống thuốc gì hết. Về cái nhân vật tên là Đông Nhi này thì mình nửa tin nửa ngờ. Và cái chuyện uống thuốc để khỏi được cho Tám Trang thì mình tin là chuyện có thật. Bởi vì sao? Bởi vì mình tìm hiểu trong cái vấn đề về nền y thuật của Tây Tạng thì đúng là có những cái thang thuốc như thế này. Và nếu những cái người mà chẳng hạn như Tám Trang đang bị bệnh như vậy, nó hoàn toàn là ví dụ sinh viên Hùng có thể chữa được, nhưng những thang thuốc này cũng có thể chữa được. Bởi vì á, khi mà người ta uống những cái thuốc này vào á, nó gọi là thần dược ấy, thì là tất cả những cái khí độc trong cơ thể của con người mình nó tích tụ ấy, thì nó sẽ được đào thải ra tất cả bên ngoài. Thì lúc đó là tâm hồn người ta, con người, đầu óc của người ta trở lên thần thái, thông minh, trở lại con người bình thường. Thì mình tin cái chuyện đó. Còn thì cái con người thật của Đông Nhi thì vẫn là một cái dấu chấm hỏi. Chính vì vậy mà đêm hôm qua mình đã nói chuyện với bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần cũng đang đắn đo trong nhiều cái vấn đề để quyết định viết một lá thư cho Đông Nhi. Thì các bạn biết rằng là trong tối hôm qua mình khi mà nói chuyện cùng anh Hoài Việt xong á, anh Vương Hoàng xong á, anh ấy nói rằng là viết bằng cái chữ tiếng Trung Quốc để xem cái người này có phải là người Trung Quốc không. Nếu mà người ta là người Việt Nam mà người ta viết thư cho mình, người ta nói dối như vậy thì rõ ràng khi viết tiếng Trung Quốc người ta sẽ không viết được, đúng không ạ? Đây là cái cách thử của anh Vương Hoàng. Và khi mà nói chuyện xong anh Vương Hoàng như vậy thì mình thấy ngay rằng là cái điều đó là rất tốt. Muốn chứng thực cái người tên là Đông Nhi này có thật hay không có thật, có phải đang ở Trung Quốc và là người Trung Quốc hay không, thì bây giờ mình viết bằng chữ Trung Quốc để cho người ta xem có đọc được không. Và điều này mình đã nói chuyện cùng bác sĩ Trần. Mình đưa ra một vài cái lý do và giả thuyết và bảo bác sĩ Trần nên viết thư theo hướng đó. Thứ nhất là bây giờ mình nghĩ rằng như thế này. Nếu bạn Đông Nhi nói rằng cả cuộc đời của bạn và của cha bạn là theo cái nghề thần y này để giúp đỡ cứu sống mọi người bị bệnh trên thế gian này, thì nếu phải lương tâm của người thầy thuốc thì người ta đã không viết thư cho mình đi đưa ra những cái điều kiện. Bởi vì anh đã là người thầy thuốc thì mục đích chỉ là cứu người, anh còn đưa ra cái điều kiện nọ, điều kiện kia để chấp nhận những cái điều kiện đó thì mới chữa bệnh. Thì mình nghĩ rằng đó, cái người thầy thuốc đó không có lương tâm. Đó là theo suy nghĩ của mình. Mình xin lỗi bạn Đông Nhi nếu bạn Đông Nhi đang nghe cái câu chuyện này. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Và bản thân mình thì không thích cái tính nói dối. Nói dối mà để chẳng hạn như bây giờ thế này. Ví dụ bây giờ Tám Trang đang bị bệnh, mà bây giờ bắt buộc phải nói dối với Tám Trang để Tám Trang khỏi bệnh, thì mình sẵn sàng có thể chấp nhận nói dối được. Cũng như mình đã từng hỏi bác sĩ Trần là trong cái nghề học của bác sĩ, trong những năm học của bác sĩ được coi như là nhà nước giáo dục để trở thành là bác sĩ và chữa bệnh về về bác sĩ tâm lý, thì có được phép nói dối hay không. Thì rõ ràng rằng là trong câu chuyện này thì rõ ràng là người ta được phép nói dối các bạn ạ. Nói dối để mục đích để chữa bệnh cho cái người bệnh để khỏi bệnh, chứ không phải nói dối để mang một cái mục đích xấu. Nó hai cái hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy mà bây giờ muốn điều tra bạn Đông Nhi thì mình mới nói chuyện với bác sĩ Trần là bây giờ bác sĩ Trần hãy đưa ra hai cái vấn đề. Thứ nhất Nếu mà bạn Đông Nhi vẫn sang được phía Việt Nam thì có thể là sẽ gia đình nhà Tám Trang đưa Tám Trang về Việt Nam và đưa tới cái quê ngoại của bạn Đông Nhi này ở tỉnh Quảng Ninh, ở huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để chữa bệnh. Thì xem bạn ấy nói như nào. Cái thứ hai, bác sĩ Trần sẽ viết thư cho Đông Nhi bằng tiếng Trung Quốc và nói rằng bác sĩ Trần có thể đưa thằng Tám Trang từ bên Canada sang bên đất nước Trung Quốc để chữa bệnh. Thì để xem bạn Đông Nhi này có ý ra sao. Đó là tối hôm qua mình và bác sĩ Trần đã nói chuyện với nhau như vậy. Và các bạn biết không, vào sáng ngày hôm nay, hôm qua là bác sĩ Trần cả mình đã thỏa thuận như vậy và bác sĩ Trần cũng là ok với mình, tức là sẽ viết thư theo cái nội dung như vậy. Và sáng hôm nay bác sĩ Trần đã gọi điện cho mình rất sớm thông báo là đêm hôm qua bác sĩ Trần chỉ gửi đi một cái lá thư thôi, viết bằng tiếng Trung Quốc thôi, thì ngay lập tức nhận được thư trả lời cũng bằng tiếng Trung Quốc luôn. Và hai người đến khi lúc đó là kết nối qua điện thoại với nhau và nói chuyện trực tiếp với nhau. Thì bác sĩ Trần đã đưa ra tất cả những cái lý do là bây giờ muốn Đông Nhi chẳng hạn như là sang bên Việt Nam là một, hoặc bác sĩ Trần đưa Tám Trang về Trung Quốc là hai. Còn thì bởi vì tại sao? Bởi vì Tám Trang đang bị bệnh rất cần chữa rồi. Bây giờ mà để đưa Đông Nhi từ bên Trung Quốc sang Canada nó mất rất nhiều thời gian, và trong từng đó thời gian không biết có những chuyện gì khác xảy ra nữa. Cho nên là bác sĩ Trần đã lấy lý do đó để nói chuyện với Đông Nhi. Thì bạn Đông Nhi này đã từ chối. Ấy, bạn Đông Nhi này muốn rằng là bác sĩ Trần làm cách nào đó để giúp coi như bạn ấy đi sang Canada bất cứ bằng cách nào đó, càng nhanh càng tốt. Thì khi sang đến nơi bạn ấy sẽ hứa 100% là sẽ chữa bệnh khỏi cho Tám Trang. Bác sĩ Trần cũng nói về kiểm tra bạn Đông Nhi này về cái trình độ, về cái trình độ để xem bạn này có phải là một thầy thuốc hay không. Thì bác sĩ Trần nói là tôi đến khi mà nói chuyện xong thì tôi hoàn toàn tin đến được 90% bạn này là một thầy thuốc. Tuy nhiên để nói rằng luyện được coi như là cái thần dược bảo hoàn thì nó chưa đến mức độ như vậy. Và tôi cũng chưa được tin tưởng lắm rằng là nếu mà Đông Nhi sang đây sẽ chữa được khỏi bệnh cho Tám Trang hay không. Bởi vì nếu mà người ta luyện được cái thần dược bảo hoàn phải mất 30 năm. Và nếu có thuốc đó thật thì Tám Trang có thể khỏi bệnh. Còn thì ở mới đây cũng được khoảng 12 năm thì không thể nào chữa khỏi bệnh được. Đây là cái nhận xét chủ quan của bác sĩ Trần. Và bạn ấy chỉ có đồng ý theo cách là đi sang bên Canada thôi. Thì ở đây bác sĩ Trần không nhắc tới cái chuyện mà bạn này ra cái điều kiện thứ hai, có nghĩa là muốn lấy bản thân mình làm chồng. Bác sĩ Trần muốn nơ lơ đi cái chuyện đó, không muốn nhắc tới cái chuyện đó. Nhưng trong cái câu chuyện giữa bác sĩ Trần và bạn Đông Nhi này thì bác sĩ Trần nói rằng người đàn bà này lại đưa ra một cái điều kiện khác. Nói cái từ điều kiện thì không phải, nhưng mà người ta gọi là cầu xin. Cầu xin rằng là khi mà muốn đưa từ bên Trung Quốc sang Canada thì đưa thêm cả người mẹ của cái bạn Đông Nhi này nữa. Người mẹ này là người, các bạn biết là người Việt Nam đúng không ạ? Và theo Đông Nhi và theo chồng của mình là sang Trung Quốc từng đó năm rồi. Ở đây Đông Nhi nói rằng là bởi vì bây giờ không còn ai, đứa con trai thì đã theo cái, tức là đang học ở Tây Tạng rồi và theo cái trong con đường là Phật Pháp và muốn trở thành để giữ gìn cái nền văn hóa của cái dân tộc Tây Tạng, đại khái nó là như vậy. Thì trong câu chuyện này mình thấy có một cái điều nó hơi bị vô lý. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là tại sao bạn Đông Nhi không chấp nhận để cho Tám Trang về Việt Nam và đi tới Quảng Ninh chữa bệnh, đó là một. Và tại sao mà lại không chấp nhận bác sĩ Trần đưa Tám Trang về thẳng Trung Quốc để chữa bệnh là hai, mà cứ đòi lằng lạc đi sang đây. Thì trong cái câu chuyện này mình đúc kết lại hỏi bác sĩ Trần là bây giờ ý của bác như thế nào thì là tốt. Thì bác sĩ Trần bảo khả năng tôi chưa đưa ra một cái quyết định rõ ràng, nhưng khả năng tôi sẽ đưa Đông Nhi và người mẹ của bà ấy là đi từ bên Trung Quốc sang bên này. Thì ý của bác sĩ Trần là đưa sang đây thì người ta cứu được Tám Trang thì tốt, mà không cứu được thì thôi, cũng gọi như là làm phúc cho người ta từ Trung Quốc đi sang bên đây vậy. Các bạn biết rằng trong cái con đường mà để đi đến đất nước Canada định cư bây giờ thì nói thật với các bạn là có rất nhiều người từ Trung Quốc, từ Ấn Độ hoặc là cả những người Việt Nam mình nữa đúng không ạ? Có rất nhiều người muốn sang Canada định cư nhưng họ không có đủ tiền bạc, họ không có đủ điều kiện. Nó có rất nhiều điều kiện, chẳng hạn như bạn đi theo cái đường nào đúng không ạ? Đi theo con đường du học hoặc là đi theo con đường đầu tư hoặc là đi theo con đường gì đó. Nó tất cả mọi con đường thì đều phải mất một số tiền rất lớn. Đó. Nhất là bây giờ lại đưa mấy người sang thì rõ ràng là mất số tiền rất lớn. Và nhiều người muốn lợi dụng chẳng hạn một cái chuyện gì đó để làm sao đi sang bên này được, sang được Canada rồi sau đó tính đến cái đường mà định cư và trở thành công dân Canada thôi. Thì cũng có một số quý khán thính giả nói rằng chính cái bạn Đông Nhi này mục đích chỉ là như vậy thôi chứ không phải là một bác sĩ gì đâu, và có thể trong cái lúc mà cái người đàn bà này theo dõi câu chuyện tình này biết rằng là bây giờ mọi người đều quan tâm cái vấn đề chữa bệnh cho Tám Trang, cho nên là người đàn bà này đã viết một lá thư như vậy. Và người ta sẽ đoán được là bác sĩ Trần chắc chắn sẽ tham gia, bởi vì bác ấy đang là người chữa bệnh cho Tám Trang, là bác sĩ của riêng Tám Trang, đúng không ạ? Bác sĩ tâm lý của riêng Tám Trang, cho nên là ông ấy sẽ tham gia và điều tra lý lịch của mình, cho nên là chắc chắn là bác sĩ sẽ giúp được. Cho nên là người ta mới viết thư như vậy cho mình, để là muốn làm sao đó để cho bác sĩ Trần ra tay để giúp đỡ họ sang bên này. Và sang bên này rồi thì mọi chuyện như là chẳng hạn như là Hòa, người ta không cứu được lúc đó, người ta thực sự khả năng người ta không làm được thì lúc đấy bác sĩ Trần làm sao? Chẳng hạn kiện cáo người ta hay sao, đúng không ạ? Cũng có thể là kiện được để cho người ta có thể trở về Trung Quốc, nhưng mà lúc đó thì chắc chắn không ai làm rồi, bởi vì khi họ trở về Trung Quốc họ sẽ gặp nguy hiểm. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là cái lương tâm của người ta không cho phép, bởi vì làm một cái việc gọi là cái này mình gọi không thể là dùng cái từ ác độc, nhưng mà có nghĩa là nó rất là quá đáng, đúng không ạ? Và suy xét tất cả trong câu chuyện này, câu chuyện mà cái bạn Đông Nhi này thì thật sự cho đến giờ phút này thì vẫn chưa thể có đưa ra một cái kết luận chính xác. Mình nghĩ rằng bạn Đông Nhi cũng đang nghe cái câu chuyện này và đều nghe được cái lời bình luận này. Không biết bạn sẽ có ý như thế nào? Bởi vì nói thật với bạn ở đây rằng mình và bác sĩ Trần đã là người nói chuyện với nhau. Và khi nói chuyện với nhau xong, tất cả mọi chuyện xong rồi thì mình mới đưa lên trên video này. Bạn nghe được, và bạn nếu là người... đúng bạn là người là thầy thuốc, và cái lương tâm của là người thầy thuốc thì bạn không nên đưa ra bất cứ điều kiện gì hết. Và tốt nhất nếu bạn chữa được bệnh cho Tám Trang thì hãy là liên lạc cùng với bác sĩ Trần để bác sĩ Trần đưa bạn và mẹ của bạn sang bên này. Còn thì nếu bạn thật sự là không thể chữa được bệnh cho Tám Trang thì tốt nhất bạn nên dừng lại cái vở kịch này đi, bởi vì làm như vậy chỉ tốn thời gian và sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong câu chuyện này thì như các bạn biết, cha mẹ của Tám Trang khi nghe đến cái câu chuyện này thì là rất là sốt sắng, cầu xin bác sĩ Trần là làm sao giúp đỡ để đưa cái thần dược này, để đưa cái người thầy thuốc này sang bên Canada để chữa bệnh cho Tám Trang. Mẹ Tám Trang cũng gọi điện cho mình để hỏi xem là xem cái nhận xét của mình là khả năng là cái người này có chữa được bệnh cho Tám Trang hay không. Thì cũng như các bạn biết đó, mình làm sao mà hiểu biết, mình có phải trong ngành y đâu. Cái thứ hai là đã gặp người ta đâu mà làm sao mà biết có thể nói cho mẹ Tám Trang là như thế này như thế kia được. Mình chỉ nói là cái chuyện này thực ra mà nói bây giờ thì có bệnh thì vái tứ phương thôi, còn thì thật sự ra là không tin được. Tôi chỉ thấy một điều là như thế này, nếu là một người thầy thuốc có lương tâm, họ không bao giờ ra điều kiện bất cứ cái điều gì cả, và họ sẽ âm thầm bảo là tôi có thể chữa được, và bây giờ tôi đang gặp khó là muốn đi sang đó thì coi như là sẽ giúp tôi đi sang đó và tôi sẽ chữa bệnh cho. Đơn giản nó là như vậy, đúng không ạ? Là một thầy thuốc người ta phải là như vậy, chứ còn bây giờ ra điều kiện nọ ra điều kiện kia thì không phải thầy thuốc rồi. Có nghĩa kể cả anh là thầy thuốc giỏi đi chăng nữa mà anh ra điều kiện với người ta thì cái đã nói rằng là cái con người của anh nó không có cái lương tâm rồi. Nói tóm lại, trong câu chuyện này thì ai cũng sốt sắng muốn chữa bệnh cho Tám Trang thôi, còn thì không là ngoài cái vấn đề mục đích gì khác. Có một điều như ở đây mình muốn nói tới là quý bà Ngân. Quý bà Ngân cũng đã biết được câu chuyện này. Các bạn biết rằng là từ ngày hôm qua, hôm kia đến giờ là bà Ngân bắt đầu sử dụng điện thoại và bà bắt đầu theo dõi câu chuyện tình này. Như mình đã nói ở trong phần đầu video, bà Ngân rất là mong muốn được xuất viện để đến động viên Tám Trang. Trong câu chuyện này bà Ngân luôn áy náy với lương tâm rằng bản thân mình cũng có góp phần vào trong cái vấn đề là khiến Tám Trang bị bệnh. Chính vì vậy bà ấy muốn gần gận Tám Trang để nói những cái lời gì đó nó ngọt ngào. Các bạn nhớ rằng trong một cái thời điểm cái thời gian mới bắt đầu Tết xong ấy, mới bắt đầu ra Tết ấy, là Tám Trang và bà Ngân có một cái thời kỳ hai người có quan hệ rất là tốt với nhau. Bởi vì khi đó Tám Trang vừa khỏi bệnh và bà Ngân chính là giúp đỡ một số tiền lớn cho gia đình nhà Tám Trang. Thì chính vào thời điểm đó hai người là có một cái tình cảm rất tốt, gọi nhau như là cô cháu ruột vậy. Thì ở đây bà Ngân cũng muốn rằng là làm sao đó gặp Tám Trang để làm sao với cái tình cảm cô cháu như vậy, để coi như làm sao đó có một cái tác động gì đó khiến Tám Trang có thể trở lại được bình thường. Cũng theo một cái thông tin mình mới nhất mà mình được biết thì cái lễ cầu siêu của bác sĩ Trần với ông bà Lâm là đã xong xuôi. Theo như mình biết nó là như vậy. Ở đây trong câu chuyện này thật sự ra là mình không muốn tham gia. Các bạn biết đó, mình còn không dám cả đến đó. Bởi vì thần kinh của mình rất kém. Khi đã nói đến chuyện ma quỷ là đôi khi là mình hay bị mê mẩn những cái điều nó rùng rợn, nó bị ảnh hưởng vào trong những cái giấc mơ, cho nên là mình không đến đó. Có một bạn nào đó đưa ra một câu hỏi rằng là: "Ô anh Thuyết ơi, tại sao mà chồng cũ của bà Ngân có cái vấn đề gì mà phải cầu siêu?" Bản thân nói thật với các bạn, trong câu chuyện này là mình không dám tham gia đấy. Mình rõ ràng mình cũng biết mình không hiểu lắm về trong cái chuyện đạo Phật, cầu siêu, cầu an các thứ, nhưng mà mình hiểu một chút như thế này. Những người mới chết, đúng không ạ, trong vòng 49 ngày thì người ta sẽ gia đình sẽ cầu siêu cho người ta để linh hồn người ta được siêu thoát, đúng không ạ. Và ví dụ chẳng hạn như là cái linh hồn của bà Ngọc Trinh chẳng hạn, bà ấy bị chết oan uổng vì cái chuyện cuộc tình của bà ấy, vì cái sự hiểu lầm mà bà ấy gieo mình xuống dòng thác nước Ligera để quyên sinh, thì cái linh hồn của bà không được siêu thoát. Bởi vì như bạn Thiên Nga Trần nói đó, tức là quyên sinh tự tử cũng là cũng như là một hành động giết người, và đây là giết chính bản thân mình. Mình không hiểu nhiều nhưng mình hiểu nó là như vậy. Và chính như vậy, vì cái lý do là mình tự coi như là giết bản thân mình thì cũng là một cái tội, cho nên là người ta phải gánh chịu cái tội đó. Và bây giờ phải có một người thế mạng. Cũng vì cái chuyện tình để thế mạng thì mới linh hồn của bà Ngọc Trinh mới được giải thoát. Mình hiểu tương tự nó là như vậy. Thì ở đây những cái người chết thì người ta chỉ làm cái lễ cầu siêu trong vòng 49 ngày. Đây chồng của bà Ngân chết không biết là mười mấy năm rồi, mình không hiểu nữa. Trong khi đó thì có cái gì oan đức đâu, mà chồng bà ấy theo như mình biết thì phù hộ bà ấy rất nhiều, đúng không ạ. Phù hộ bà, tiền của thì vẫn giữ được này, rồi bây giờ lại gặp được sinh viên Hùng, lại có một đứa con nữa này. Có nghĩa là nó là rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ. Nhưng bây giờ bảo là nếu mà oan hồn của ông ấy thế nọ thì kia, ông ấy bị chết oan ức thì mới phải cầu siêu chứ. Còn thì làm gì mà tự nhiên bây giờ người ta chết được mười mấy năm mà coi như cuộc sống của bà Ngân nó tốt đẹp như vậy thì làm sao phải cầu siêu. Mình cũng thấy nó là vô lý như vậy, nhưng mà mình không dám nói. Bởi vì khi đã nói về cái tôn giáo tín ngưỡng của mỗi người mà nó tham gia nó rất là khó các bạn ạ. Cho nên ở đây thì mình cũng định nói cái hôm qua hôm kia mà bác sĩ Trần lấy cái tên tuổi của chồng bà Ngân cái thứ, thì mình cũng đã thấy nó có những cái mâu thuẫn rồi, nhưng mà không dám nói. Ở đây trong một cái câu chuyện này mình cũng nhớ lại cách đây độ khoảng mười mấy năm, anh trai của mình, anh ruột của mình cũng qua đời. Thì mình biết được là lúc đó là anh của mình không phải là chết tại nhà mà lại chết ở dưới chỗ nhà vợ, cách nhà mình khoảng 6 km. Thì khi đó thì là mình nghe tin là ông anh cả mình là bảo là không cho kiểu mang thi thể của anh ấy để trở lại nhà của anh ấy á. Thì mình rất là thấy bất mãn, bởi vì nói là chết ở bên ngoài thì không được mang vào nhà mà lại mang ra ở cái khu vực gần cái chỗ sau để chôn cất đó. Thì sau đó thì mình không biết thế nào cả, nhưng mình thấy chuyện đó là chuyện bất mãn, và mình coi như là nói chuyện. Thì sau đó thì lại ông anh lại quyết định là đưa anh ấy về nhà. Đó, chuyện nó bình thường nó xảy ra. Thì trong cái câu chuyện này mình nghe rất nhiều người nói rằng là nếu một người nào đó mà chết ở ngoài đường, ngoài chợ mà không phải ở trong nhà thì người ta sẽ không cho mang xác vào nhà. Bởi vì khi mang vào thì coi như là cái oan hồn đó lại sẽ không bao giờ đi ra khỏi cái nhà đó, và cái điều đó nó sẽ là không tốt. Mình thì mình không hiểu như thế nào. Thì sau đó thì gia đình nhà mình cũng là mời thầy về, coi như là làm mình chỉ biết là làm cái lễ gọi là chắc là cầu siêu, gọi là 49 ngày. Và mình từ lúc đó trở đi mình mới nghe được cái tiếng tụng kinh niệm Phật trong một cái băng ghi âm nhỏ nhỏ này, trong một cái đài cassette nhỏ nhỏ bằng bàn tay này. Là từ lúc đấy mình thích. Trong 49 ngày đó là mình cứ ở đó mình nghe những cái bài tụng kinh đấy. Thì có khả năng là từ ngày đó trở đi thì mình tự nhiên là thích nghe những cái đoạn kinh Phật ở trong những cái đó. Những cái lời Nam Mô A Di Đà Phật đó nó nghe về đêm nó thánh thót, nó rất là cái tâm hồn của mình tự nhiên nó thanh đản. Thì đó, câu chuyện đó mình muốn nói rằng là khi mà người ta làm cái lễ cầu siêu thì người ta phải làm trong cái giai đoạn mà như bạn Thiên Nga Trần nói rằng là cái thời gian vàng là trong 49 ngày. Thì mình chỉ biết nó là như vậy thôi. David, chồng của bà Ngân đã qua đời mười mấy năm rồi mà người ta gọi là ủng hộ bà Ngân, tức là bà Ngân gặp được rất nhiều những điều tốt thì làm sao phải đi cầu siêu. Thế nhưng mà đây xin lỗi các bạn rằng mình không thể nói được, đúng không ạ? Chuyện của người ta là một, cái thứ hai nó liên quan về vấn đề tâm linh. Mình mà gàn đi là người ta lại nghĩ mình khác, là mình có ý xấu hoặc thế nọ thế kia. Cho nên là trong chuyện này các bạn có những bạn thắc mắc và mình đưa ra câu trả lời lý do nó là như vậy, mình không thể can thiệp được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mình xem qua những cái lời bình luận của ngày hôm nay thì có rất nhiều quý khán thính giả chỉ có nghiêng về một cái giả thiết rằng là bây giờ muốn chữa bệnh cho Tám Trang thì chỉ có cách rằng là để cho sinh viên Hùng tiếp cận với Tám Trang, có nghĩa là Tám Trang và sinh viên Hùng phải ở gần nhau. Chính vì vậy có rất nhiều bạn nói rằng hãy đưa Tám Trang lên chỗ gia đình nhà bác Thảo Nguyên để ở với Hùng, và trong thời gian mà hai người ở gần nhau thì đó chính là cái thời gian vàng để mà Tám Trang trở lại bình thường. Đừng nên để Tám Trang ở đây quá lâu, bởi vì khi để ở đây quá lâu, một vài tháng sau thì bệnh tình của Tám Trang lúc đấy phát nặng lên rồi, thì lúc ấy có muốn chữa lại cũng sẽ là không khỏi được nữa, và có thể rằng là nếu có khỏi được thì cũng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, công sức nữa. Cho nên là nhiều bạn là muốn rằng là cha mẹ của Tám Trang đưa con mình lên trên chỗ gia đình nhà bác Thảo Nguyên để mà gần với sinh viên Hùng. Tuy nhiên trong chuyện này mình không có ý kiến rằng là không có ý kiến là bảo cha mẹ của Tám Trang đưa con lên đấy hoặc là không đưa lên đó. Mình chỉ nhìn thấy ở một cái vấn đề như thế này. Các bạn biết rằng là chắc chắn là sinh viên Hùng thừa khả năng nghĩ được cái điều đó, đúng không ạ? Thừa khả năng nghĩ được, nhưng nếu bây giờ mà đưa lên đó thì nó có những vấn đề xảy ra phức tạp. Nó có hai lý do theo như mình nghĩ. Lý do thứ nhất là sinh viên Hùng có thể là không chú tâm vào được học chuyện học hành. Cứ suốt ngày một người bệnh ở bên cạnh thì cậu ta làm sao mà có thể học hành vào đầu và óc được, đúng không ạ? Đấy là cái lý do, là một lý do. Lý do thứ hai là cậu ta lo ngại là bà Ngân khi mà thấy chuyện đó thì có thể là sẽ nghĩ ngợi nhiều và có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng của bà Ngân. Chứ là đây là hai, theo mình nhìn nhận từ bên ngoài thì đó chính là hai lý do chính mà cậu Hùng có khả năng trước lúc mà cậu ta ra đi cũng đã nghĩ tới điều đó nhưng không dám làm. Đấy, đây là suy nghĩ của mình thôi, chẳng biết đúng hay sai. Còn thì bây giờ không ai khẳng định được chữa bệnh cho Tám Trang bằng cách nào khỏi lại. Mình thì mình vẫn tin tưởng ở một cái vấn đề về khía cạnh về thuốc bắc. Đấy, còn vấn đề lên chùa nó về thuộc vấn đề tâm linh rồi thì mình cũng không dám nói đến. Nhưng cái vấn đề thuốc bắc thì mình thấy rất là ok, bởi vì khi mà được uống bằng chữa bệnh, uống bằng thuốc bắc ấy, thì người ta ngủ được này, và cái tâm hồn của người ta rất là thư thái. Nó không phải hoàn toàn không giống thuốc tây. Mình thấy các bác sĩ trị bệnh theo uống thuốc tây thì những người này thường thường lâm vào cái tình trạng là người ta không đập phá, không hủy hoại thân thể, nhưng mà người ta trở thành như một người đờ đẫn, sống như là chết ấy, chứ không khỏi được. Còn thì nếu uống thuốc bắc là người ta sẽ trở lại được cái tư thế nó rất là như là một cái người bình thường, nếu mà chịu khó uống trong vòng độ khoảng một tháng trở lại. Đó là theo cái mình đã được nhìn thấy tận mắt, nó là như vậy. Còn ngoài ra thì cái vấn đề lên với sinh viên Hùng thì ở đây ai cũng nhìn thấy rồi, nhưng cậu ta đang vướng vào trong cái tình trạng như vậy, không thể xử lý theo tình huống nó được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện tình này nó sẽ có cái kết thúc ra sao, và những ngày sau các bạn có thể đưa ra những dự đoán của mình về là Tám Trang liệu có thể khỏi bệnh được hay không, liệu có thể trở về được một cô gái nhí nhảnh yêu đời như ngày xưa được hay không. Và trong cái tình thế hiện nay thì lên xử lý chữa bệnh cho Tám Trang bằng cách thức nào. Mình hy vọng rằng sẽ nhận được những cái lời đóng góp như vậy của quý khán thính giả của các bạn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video sau.